Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Anh không chết đâu em. CD gồm 13 ca khúc, viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sbtnhomeshopping.com hoặc gọi 888-500-2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA 92842. Giá CD chỉ có $10 và $5 tiền cước phí. Quý khán giả, 30 tháng 4 năm 2021 đánh dấu 46 năm xa xứ. Để tưởng niệm 46 năm tị nạn cộng sản của hàng triệu người dân Việt Nam, đài truyền hình SBTN sẽ có các chương trình như sau. 40 năm nhìn lại, phát vào thứ Hai. Giờ phát 6 giờ 30 sáng, 11 giờ 30 trưa, 4 giờ 30 chiều và 8 giờ tối, bắt đầu từ thứ Hai ngày 5 tháng 4 năm 2021. Tị nạn Việt Nam phát vào thứ Bảy, giờ phát là 9 giờ sáng, 3 giờ chiều và 9 giờ 30 tối. Bắt đầu từ ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021. Phim Vượt Sóng phát vào ngày thứ Sáu, 30 tháng 4 năm 2021, lúc 8 giờ 30 tối và phát lại vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021, lúc 1 giờ 30 chiều. Tất cả sẽ phát theo giờ California. Kim Nhung xin kính chào quý khán thính giả. Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Nhung Show tưởng niệm 30 tháng 4 1975. Thưa quý vị, cuộc chiến mà những phe tham dự mãi chưa đến ngày hôm nay vẫn chưa có những kết luận chung nhất. Tại sao và do đâu đã đưa đến một tình thế bi thảm và bế tắc như của năm 1975? Tại sao và do đâu mà trận chiến đã kết thúc với hậu quả khốc hại của ngày 30 tháng 4 mà bao năm qua vẫn đào sâu vào tâm thức, vào trí nhớ của mỗi người? Thế nên ngày hôm nay tháng 4 2021, chương trình The Kim Nhung Show cùng quý khán thính giả sống lại với giờ phút bi thảm của mỗi phận người Việt, người lính miền Nam hằng tuyệt vọng hứng chịu từ buổi sáng 30 tháng 4 1975. Saigon, April 29th, 1975. Finally, for America, it was the end of the tunnel. 46 năm sau lần uất hận kia, những người lính của chiến trường xưa vẫn canh cánh tấc lòng sắc son nhớ nước với mỗi người dân Việt Nam Cộng Hòa mà họ đã hiến thân khắc kỷ, hy sinh, chiến đấu, bảo vệ, giữ gìn. Cần phải nhắc lại tình hình chính trị, quân sự, xã hội miền Nam. Trong những ngày đầu tháng 4 1975, cựu Bộ trưởng Thông tin Chiêu Hồi Hoàng Đức Nhã lúc ấy giữ chức vụ cố vấn riêng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã có mặt tại Singapore theo lời mời của Thủ tướng Lý Quang Diệu. Thủ tướng Lý Quang Diệu không mời cố vấn Nhã đến do liên lạc bình thường giữa những chính khách. Ông mời cố vấn Nhã đến để chuyển trao một nguồn tin quan trọng. Thủ tướng Lý Quang Diệu vào thẳng vấn đề. Đừng để mất thì giờ vô ích. Tôi mời ông tới đây bởi vì kết thúc ở Việt Nam sắp xảy đến. Thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 1975 là một cái thời điểm rất là, có thể nói là hỗn độn cho đất nước. Một mặt thì quân cộng tiếp tục chiến đấu, mặt khác thì phía Hoa Kỳ tiếp tục áp lực nói ông Tổng thống phải từ chức để đem lại một cái chính phủ đại diện cho dân và chấm dứt chiến tranh. Thì như tôi đã có trả lời trong những câu hỏi trước, đây là không phải là một cái chuyện mới đối với ông Thiệu. Mà chính ra cuối năm 1969, ông Tổng thống Thiệu đã nói rằng tôi sẵn sàng từ chức nếu sự từ chức của tôi đem đến một cuộc ngưng bắn, tiến đến một cuộc bầu cử tự do và dân chủ và hy vọng tái lập hòa bình cho nhân dân thì chúng tôi sẵn sàng. Nhưng mà ngày nào chúng tôi thấy không có những cái sự bảo đảm đó thì chúng tôi không thể nào mà vô trách nhiệm mà từ bỏ một cái chức vụ mà hiến định.
Thì cái thời gian mà cuối tháng 3 đầu tháng 4 đó, thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, là lúc đó là họ muốn ngăn chặn cái sự là quân cộng sản chiếm lấy thủ đô. Thì họ mới trở lại, họ đưa ra một cái giải pháp nữa, thôi bây giờ ông mà từ chức đó thì chúng tôi quả quyết rằng bên phía cộng sản sẽ chấp nhận ngồi lại với những cái thành phần của chính phủ còn lại. Thì cũng ngay trong đó, ngay trong cái thời gian đó, ông Thủ tướng Lý Quang Diệu có qua trung gian một người bạn thân giữa tôi với ông ta, kêu tôi qua để nói cho tôi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Nói là bây giờ, theo ông ta đó, ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ Nelson Rockefeller cũng đã nói bây giờ đó là đường hướng của chính phủ, và đường hướng của chính phủ Mỹ sẵn sàng bảo đảm sẽ có một cái giải pháp dung hòa giữa miền Nam Việt Nam sau khi ông Tổng thống Diệu rời chức, chức vụ, để hai bên ngồi lại. Thì đó là những điều ông Lý Quang Diệu cho tôi biết. Thành ra ông mới nói với tôi, thì tôi muốn hỏi ông ta thì ông tin được cái điều đó không, hay là đó là những một cái điều mà ông như sức biết là để mấy năm trước thì Hoa Kỳ thì họ cứ nói để cho dư luận thấy rằng họ có nhiệt tâm giải quyết chiến tranh, nhưng thật sự không có căn bản gì mà để nói như thế đó. Thì ông Thủ tướng Lý Quang Diệu có nói với tôi rằng, không, theo tôi nghĩ đó, thì chính ông Ford, ông Rockefeller nói với chúng tôi, thì chúng tôi đó là một cái tin tức mà chúng tôi muốn đưa cho anh. Còn cái vấn đề mà tôi tin hay không thì nó thật sự nó không nói, ông nói một cách rất ngoại giao, cái đó là cái vận mạng của đất nước, thì anh là thân cận nhất của Tổng thống thì anh suy nghĩ đi rồi cho ông Tổng thống biết. Thì tôi trở về sứ quán của Việt Nam tại Tân Gia Ba, tôi mới gọi điện thoại cho Tổng thống, tôi nói đây là chuyện ông Lý Quang Diệu vừa cho tôi biết. Thành ra ông Tổng thống hỏi cho tôi một câu ngay liền rồi, như vậy đó là chú nghĩ sao? Thì tôi mới phân tích ngay tại chỗ, tôi nói thì bây giờ đó, nếu mà ông Phó Tổng thống của Hoa Kỳ mà nói với ông Lý Quang Diệu, mà ông Lý Quang Diệu muốn nói cho tôi là tại vì chắc cái bên phía Hoa Kỳ họ cũng biết là ông Lý Quang Diệu nói, thì tôi có thể tôi tin tưởng hơn. Thì bây giờ mình coi như mình chấp nhận cái giả thuyết rằng ra đi thì hai bên, Hoa Kỳ sẽ buộc hai bên ngồi lại để tiến đến vấn đề ngưng bắn và bầu cử. Thì lúc đó ông Tổng thống thì tôi nhớ trường dây điện thoại nói cái đó thì cũng có lý, nhưng mà để tôi suy nghĩ. Thì một ngày sau đó là ông ra ông nói ok, tôi từ chức, là vì qua cái sự từ chức để tôi thấy tôi ngồi đây đó là cái cản trở cái nỗ lực của Hoa Kỳ để giúp đồng bào đó. Thì tôi ra đi để cho đồng bào những chính phủ còn lại và với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ để nói chuyện với bên kia. Thì đó là cái lý do tại sao ông từ chức, tại ông đứng ra giữa hai cái ngã đường. Một, ông tiếp tục ngồi là tôi không tin cái ông Mỹ này, đây là mấy năm trời rồi ông vẫn nói như vậy. Hai là nó có một cái phần, có thể cái phần trúng như thế nào. Thì cái lúc đó lấy một quyết định, từ trước giờ ông cứ khẳng định không, thì bây giờ ông nói thôi, tôi cho hòa bình một cơ hội, tôi ra đi. Thì đó là theo tôi nghĩ đó là, lúc đó tôi không có ở Sài Gòn, lúc đó tôi còn ở Tân Gia Ba trên đường đi về. Tôi còn nhớ tôi gặp ông Lý Quang Diệu lần thứ nhì. Trước khi tôi ra về thì lúc đó là ông Tổng thống đã lấy cái quyết định, ông từ chức và ông... Hóa ra, chuyến viếng thăm không chính thức các nước Đông Nam Á của Phó Tổng thống Mỹ Rockefeller nhân dịp viếng lễ tang thống chế Tường Giới Thạch, người lãnh đạo chống cộng cuối cùng của thế hệ Thế chiến thứ hai trong ngày 5 tháng 4 vừa qua, là để thông báo một điều. Đã đến lúc chính phủ Mỹ cần thay người cầm quyền ở Việt Nam. Thủ tướng Lý thúc giục Cố Vấn Nhã, hãy khẩn báo cho ông anh của ông như thế. Người Mỹ cũng đã xếp đặt sẵn một nơi cho ông Thiệu lưu trú. Ông Nhã liền thông báo liền cho Tổng thống Thiệu nguồn tin chẳng mấy phấn khởi này. Một phần, ông cố vấn cũng đã hiểu ra thực tế. Giới quân nhân, những tên lệnh chiến trường đã không còn tin tưởng nơi ông Tổng thống vốn là trung tướng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc rút bỏ cao nguyên Trung Phần sau ngày 10 tháng 3, ngày quân đội Bắc Việt tổng tấn công Ban Mê Thuột, tiếp theo lần di tản Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang cuối tháng 3,
với chuỗi thảm cảnh kinh hoàng của người dân và lính vượt khỏi tất cả những dự kiến, làm tan vỡ sức chiến đấu, phá hủy quân trang cụ, vũ khí của hai quân khu 1 và 2 đã bày ra điều cùng cực tai họa. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã đơn phương quyết định những sai phạm nghiêm trọng về chiến lược lẫn chiến thuật. Lời thông báo của Phó Tổng thống Rockefeller cho Thủ tướng Lý không là ý kiến riêng của giới lãnh đạo ở Tòa Bạch Ốc, nhưng là phản ảnh thực tế về quyết định chung cuộc của chính giới, Quốc hội Mỹ đối với tình thế chung cho toàn vùng Đông Nam Á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.